Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì mang đến cho anh em một cái dòng dây loa đến từ thương hiệu Sura Classic đó. Cái dây này là của Thụy Sĩ anh em nhé, của Thụy Sĩ đó. Và đây, đây là cái dòng dây bãi xịn luôn nhé. Em sẽ quay cho anh em xem này. Tên dây và thông số của dây nó sẽ có đầy đủ ghi hết chi tiết ở trên cái sợi dây này. Đây anh em này, đó, Sweden này, đấy, Sweden là Thụy Điển hay Thụy Sĩ em không rõ nữa. Đấy, như đây, đấy. Nó sẽ có hết dây này. Đấy, kích thước của dây nhé là 2 nhân 2.5. Đấy, nói là nói 2.5. Đó. Anh em nhìn này. Còn tên của dây nó sẽ là Sura Classic. Em sẽ tìm tên của dây cho anh em xem. Đây. Đấy, tên dây đây anh em này. Đấy, Sura Classic, một cái dòng dây cực kỳ chất lượng nhé. Cái dây này thì nó có cái độ truyền tải tín hiệu rất là tốt, và thứ hai nữa là nó chống nhiễu cho chúng ta cực kỳ là tuyệt vời. Và cái dây này nó cũng là dây đắt tiền chứ không phải rẻ đâu anh em nhé. Dây này nó còn đắt hơn cái dây mạ bạc, như cái dây bên em đang bán là dây XCCC á. Đấy, nó còn đắt hơn luôn. Đấy, và cái nõi của nó là nõi 2.5. Đấy, em có thể chơi những cái dòng loa công suất lớn, bát 30, 40, 50, hoặc anh em có thể chạy cho mình cái bộ dàn 2N nhé. Đấy, cái tiếng ra nó rất là chắc đó. Cái ưu điểm của dây này này là cái tiếng của nó rất là chắc. Đấy, tiếng rất là chắc, dẫn đến cái việc là chúng ta mà nghe nhạc thì nghe rất là sướng đó. Và kể cả như bên em ấy, dây đắt rất đắt tiền, nhiều lúc test cũng chỉ dám lấy cái dây 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 audio quét kia để cắm loa test loa thôi, chứ còn cái dây này thật sự là nếu như để mà đúng anh em dân chơi thì mới dám mua. Đấy, dây này là 1 mét của nó là 250.000 anh em nhé, 1 mét là 250.000, không hề rẻ đúng không? Đó, thế nhưng mà anh em bỏ một số tiền ra như vậy, chúng ta sẽ nhận được cái chất lượng của dây nó đáng đồng tiền anh em nhé, rất là đáng đồng tiền đó. Và cái dây này thì chúng em khi anh em mua thì em bao test anh em luôn nhé, bao test anh em test thoải mái về cái dây xem là dây chuẩn hay không chuẩn nhá. Đây, đây em quay rất là chi tiết này, đấy, quay rất chi tiết nhá. Và cái chất nhạc từ cái dây này ra thì nó sẽ cho chúng ta cảm nhận được nó rất là đều, bát rung chép. Đó, anh em nhìn này, đẹp chưa? Đấy, rất đẹp luôn. Đó. Và nếu như anh em mua bên em muốn đấu rắc, ví dụ như anh em muốn đấu rắc bắp chuối, mỏ chim, hay là anh em muốn đấu rắc niu chích, thì chúng em cũng sẽ nhận đấu luôn cho anh em. Về là chỉ việc dùng thôi nhé, về chỉ việc cắm kết nối thôi. Còn anh em muốn để nguyên này thì em cũng sẽ để nguyên để anh em về có thể test. Đó, đó là tùy anh em. Đó, cái dây này thì là dây nó dây chính hãng nhá. Đó, chính hãng của Sura. Anh em có thể lên mạng, anh em có thể lên mạng tìm các cái dòng dây này này, Sura Classic này. Đấy, anh em có thể tìm. Đấy, cam kết với anh em là dây xịn. Đấy là bên em cam kết bao bao test hàng. Đấy, bao test hàng luôn cho anh em. Đấy, anh em có nhu cầu mua dây thì có thể liên hệ từ bên em để được hỗ trợ. Và xin chào anh em.